thật ra thì nếu mà mình nói về hàng không giữa hãng hàng không Việt Nam Airlines đó, thì mình là người Việt là mình phải yêu Việt Nam Airlines hơn. Còn về cái đẳng cấp thì mình không thể so sánh được, bởi vì Việt Nam Airlines thì hiện tại vẫn là nằm trong liên minh hàng không SkyTeam, tức là 4 sao. Còn những cái hãng kia thì nó đã vào liên minh hàng không 5 sao, được mang tên là Star Alliance rồi. Còn một số các hãng hàng không khác mà nó trên cái Star Alliance mà nó gọi là 5 sao đẳng cấp đó, thì nó đã vào liên minh hàng không 5 sao Oneworld rồi. Trong đó có Japan, có Asiana, có Qatar, 5 sao rồi. Nhưng mà một cái điều rất thích đối với Việt Nam Airlines mình bay, đó là mình bay một phát một thẳng luôn. Còn mình bay bây giờ mình bay Star Alliance, mình bay hãng Turkish, thì mình phải bay từ Pháp qua bên Thổ Nhĩ Kỳ 3 tiếng. Sau đó mình nối chuyến bay, mình dừng 3 tiếng và mình nối chuyến bay thêm 10 tiếng rưỡi nữa. Còn bay Qatar thì mình sẽ bay về Doha 7 tiếng, sau đó mình chờ 2 tiếng và nối chuyến bay. Cho nên là có thể nói là SkyTeam, nhưng mà rất tốt thích là do là bay một phát bay thẳng luôn. Còn về cái dịch vụ thì mình không cần phải bàn nhiều, lý do khác thì Việt Nam phải bàn. Mình ăn cái món gì mình cũng có thể nói với cái cô tiếp viên đó là tiếng Việt được. Rồi trong quá trình mình ăn thì mình cũng ăn mì ly thêm này. Ngoài cái bữa chính ra thì các cô tiếp viên cũng sẽ phục vụ mình mì ly. Và nếu cô chú anh chị nào trên máy bay hơi khó ngủ, mình có thể đề xuất với các cô tiếp viên đó để kể chuyện khó khăn cho mình ngủ cũng được. Còn việc đồng ý hay không thì các cô sẽ trả lời mình sau. Còn ăn là ăn và phục vụ mì thì chắc chắn là em đã đảm bảo có. Phía trước mặt mình đây mấy cái đom này này, cô chú chị nhìn kỹ nha. Đó, nó theo cái vàng, nó mạ vàng 16 carat ở phía trên đấy. Cái này là nhà thờ chính thống giáo ha. Đây là một ngôi nhà thờ chính thống giáo, tức nghĩa là nó tồn tại giữa lòng trung tâm thành phố Paris á. Thì nước Pháp cũng muốn biểu trưng cho toàn thế giới biết đây là một trong những cái đất nước tự do tôn giáo, có nghĩa là bất kể tôn giáo nào cũng được ha. Đây là chính thống giáo. Chính thống giáo không phải đạo Hồi, chính thống giáo là đạo Thiên Chúa, nhưng mà nó là một cái nhánh khác. Ví dụ như mình nói đạo Thiên Chúa khởi nguyên đó, khởi nguyên là những người mà người ta gọi là Do Thái giáo đó, khởi nguyên Thiên Chúa giáo, thì trong đó chính thống nhất vẫn là Công giáo, có chính thống giáo, có Anh giáo, có đạo Tin Lành. Thì cái Anh giáo là nó phát xuất từ đạo Công giáo, là do một cái ông vua, là cái ông vua Henry thứ năm. Nhưng mà trong đạo Công giáo thì người ta chỉ cho một vợ một chồng thôi, nhưng mà cái ông này thì ông ta muốn lấy thêm vợ, cho nên là ông ta lợi dụng cái đó để ông ta đưa ra một cái cải cách khác, người ta gọi là Anh giáo. Nếu mà mình đi Úc đó, mình sẽ vào có một số nhà thờ Anh giáo. Còn đạo Tin Lành thì mình phải nhớ đến là cái thời điểm đó là thế kỷ thứ 15. Minh Trường. Minh Trường à? Dạ. Minh Trường.
cái là ngay cái tầng trệt đó là toàn bộ nó bán mỹ phẩm hết, nước hoa, son môi, lamer, kem tẩy trang, kem dưỡng này kia, nó bán tất cả nó hết. Mình muốn mua thương hiệu nào thì mình nhìn ở trên cái bảng nó ghi thương hiệu đó, mua ngay tại quầy đó, tính tiền ngay tại quầy đó, nó chỉ cần in ra cái hóa đơn là xong, là lúc đó đi là hoàn thuế xong. Còn vị nào mà mình muốn mua áo, giày hay là những cái thương hiệu nổi tiếng đó thì mình lên trên tầng 1. Tầng 1 nó có Gucci, nó có LV luôn. Còn ví dụ như đối với nam mà mình muốn mua Lacoste, Pomme d'Or vui thì cái Lafayette nó có hai tòa nhà, là bước qua bên đây là mình đi lên lầu 2. Lầu 2 là nó có một cái cầu vượt đó, cầu vượt nó băng qua đường luôn. Đường nhỏ thôi, chỉ cần lên các là thấy là nó ghi chữ hộp Home là nam bên kia rồi. Băng qua cái ngay tầng 2 là Top Shop, Top Man, Levi, cái gì nó cũng bán hết. Và trong đây nó bán không đắt đâu. Trong đây là cái model mới, nhưng mà so với giá thị trường là không có đắt đâu. Và thậm chí là ví dụ như nó giảm giá, nó sale cái gì nó ghi đó đấy luôn. Cái này nó ghi 10%, và Shady là sale đó. Là cái giá của người nó đang ghi sale 10% mà cái giá nó đương nhiên là 100. Thì mình hiểu khi mình tính tiền chỉ còn có 90 thôi. Và sau đó còn hoàn thuế nữa. Còn nó ghi sale 50% là hiểu cái giá nó đương nhiên là cái giá chưa giảm. Thì mình mua là tính tiền chỉ còn có 50 thôi. Đó, là như vậy cho nó dễ. Và một cái quan trọng nữa là ở tầng 6 thì nó có cái bảo tàng nước hoa, nó gọi là Fragonard. Thì vì nào muốn xem cái quy trình nước hoa này kia thì mình lên đó nếu có thời gian. Và trên đó có nhà vệ sinh, nhưng mà nhà vệ sinh trên đó hơi khó kiếm một tí, cho nên em Đại sẽ chỉ cho mình đi cái nhà vệ sinh bên trung tâm nhỏ, là cái nơi mình sẽ làm hoàn thuế. Thì nó nằm ở đối diện qua, nó bước xuống tầng hầm cái có nhà vệ sinh, có ghế ngồi, có đồ sạc pin và có nước uống miễn phí luôn. Mình vào trong đó, đặc biệt là bên cái trung tâm Lafayette nhỏ này, là khi có mắt kính thì in xanh đẹp hơn, nó đẳng cấp hơn. Và nếu mà mình chỉ đơn giản mua nước hoa Chanel hay là măng mông lan thì vô tòa nhà nhỏ nó gọn hơn và dễ đi, không có bị lạc.